trong lát bàn của chúng ta. Chúng ta sẽ xóa siêu xe lát chiều này. Xe lát chiều đây. Chúng ta sẽ kiểm tra. Task bar của chúng ta mất vừa xe lát chiều. Xe lát Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học học Angular trên trang chủ. Ở bài số 17 này thì chúng ta sẽ tiến hành phương thức xóa. Bài trước thì chúng ta đã thêm mới được một hero. Chúng ta sẽ xóa đi hero. Thì cũng tương tự như các phần G và U trong root ở những bài trước thì chúng ta sẽ thêm button, thêm file style script và sửa đổi code ở dưới service. Đầu tiên chúng ta sẽ copy button delete và chúng ta sẽ thêm vào hero list. Chúng ta sẽ thêm vào đoạn lặp này, ng for này, thêm một button click xóa luôn hero ở trong mảng đấy. Tiếp đến chúng ta sẽ sang file typescript hero.com.ts thêm hàm delete. Và cuối cùng chúng ta sẽ thêm ở phía dưới service. Như vậy là đã xong. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra tính năng. Nhân tiện thì tôi muốn nói các bạn đây là các hero ở trên một API giả lập. Tất cả dữ liệu thì vẫn nằm trong một file TypeScript này thôi. Cho nên là sau khi các bạn khởi động lại server thì nó sẽ trở lại như bình thường, dù có thêm sửa xóa như thế nào. Các bạn mà muốn làm một cái web API ở dưới, phía dưới backend bằng .NET thì có thể tham khảo khóa học, tôi sẽ để link ở phía dưới. Khóa học cũng do chính tôi tạo nên. Ok, để tiếp tục bài học, chúng ta sẽ test tính năng xóa này. Tôi sẽ xóa Doctor này, xóa luôn. Trong lát bàn của chúng ta, sẽ xóa siêu xe lát chiều này. Xe lát chiều đây. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra. Task bar của chúng ta mất lần xe lát chiều. Xe lát 4 hero đầu tiên ở trong list ra. Như vậy là chức năng xóa của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Các bạn thấy thấy dễ dàng phải không? Học quá là dễ dàng. Các bạn có thể học cùng với tôi trên YouTube hoặc có thể truy cập vào trang chủ hành theo thì các bạn thôi, các nào phù hợp với các bạn thì các bạn làm theo. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.